mình đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, lại một năm nữa sắp qua, năm mới sắp tới, người người nhà nhà đang hối hả chuẩn bị để đón chào thời khắc thiêng liêng đó. Và trong dịp đặc biệt này, bàn thờ gia tiên là không gian quan trọng có ý nghĩa nhất định chi phối vận may, tài lộc trong mỗi gia đình. Ngay sau lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp thì chúng ta cần bắt đầu công việc dọn dẹp, sắp xếp và bài trí lại khu vực bàn thờ, bởi đây là dịp thần linh về chầu trời, gia chủ tranh thủ sửa sang nơi thờ tự đón Tết, để làm sao cho đến đêm 30 Tết khi các vị thần linh trở về thì mọi việc đã xong xuôi, hoàn tất, đẹp đẽ. Vậy trang trí dọn dẹp bàn thờ như thế nào cho đúng để tiền bạc ùn ùn kéo vào, cả năm phát tài phát lộc? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sắp xếp bàn thờ gia tiên ngày Tết như thế nào để tiền vàng ùn ùn kéo vào cả năm, phát tài phát lộc? Quý vị thân mến, công việc chủ yếu khi bài trí lại bàn thờ ngày Tết là dọn dẹp, lau chùi bàn thờ. Bát hương được mang xuống hóa chân nhang, đốt các chân nhang cũ đi cho đỡ đầy bát hương, treo đèn kết hoa, bày biện đồ lễ. Các đồ thờ tự lúc này có thể hạ xuống để lau chùi, đánh bóng. Sau khi hoàn tất, người ta nấu nước thơm để lau lại một lần nữa, gọi là tẩy uế, rồi tất cả được sắp đặt lên ban thờ theo thứ tự tùy theo quan niệm từng vùng. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần tuân thủ để việc dọn dẹp bàn thờ gia tiên được thuận lợi và đúng đắn nhất. 1. Thứ nhất là việc sắp đặt bàn thờ ngày Tết cần tuân theo quy tắc sau. Phía trong bàn thờ cần tối và cao, nhưng trong phía ngoài bàn thờ cần sáng và thấp. Đồ vật theo đó sắp xếp từ cao xuống thấp, không nên sắp đặt chỗ cao chỗ thấp. Chính giữa bàn thờ là cạnh vuông của hình tam giác vuông, kéo dài ra mép bàn thờ thì theo thứ tự. Bát hương đặt trên đế chân ở trong cùng phía sau cao nhất, rồi tới đỉnh đồng bằng trước. Đỉnh đồng có thất bảo để đốt trầm khi lễ Tết cúng dỗ và thường được chạm khắc long, lân, mai, trúc. Đỉnh đồng chỉ được cao ngang bằng mặt nguyệt in trên bát hương, chứ không được cao che mất bát hương. Nếu để đỉnh đồng theo lối vạn sơn, ba bát hương trước đỉnh đồng trong cùng thì đỉnh đồng là cao nhất, tiếp đó là ba bát thấp hơn đỉnh. Ví dụ, chính giữa trong cùng của bàn thờ đặt đỉnh đồng xoay ba chân thì các bát hương có thể để ở vị trí cao ngang mặt đỉnh, chứ không thể cao hơn. Có thể đặt 2 đến 3 chóe ở phía trước bát hương. Nếu có 2 chóe hũ sành, sứ hoặc gốm có nắp đậy thì một chóe đựng gạo, một chóe đựng muối hoặc một chóe đựng nước, một chóe đựng muối. Nếu 3 chóe thứ tự đựng là nước, gạo, muối, cứ 2 đến 3 tuần hoặc 1 tháng nên thay gạo, nhưng đổ vào thùng gạo hoặc là đổ 1/2 gạo muối vào thùng gạo và thay thêm gạo muối mới đảo cho đều. Tuyệt đối không đổ đi vì đó là tài lộc của gia tiên cho con cháu hưởng. Để hai góc bàn thờ phía trong không bị trống, có thể xếp 2 tháp nước, một bên là 1, 3, 5, 7, chai nước La Vi, một bên là xếp các lon nước nhiều màu cho đẹp mắt. Tiếp đó là 2 lọ hoa bày hai bên, hoa chung bàn thờ có thể bày vài ngày và không để cho hoa héo. Lọ không có hoa thì cho xuống dưới, không nên để lọ không trên bàn thờ. Nếu hoa khô mùi vẫn thơm mà gia chủ có ý để cho hoa thơm bàn thờ như hoa hoàng lan, hoa ngọc lan thì khi hoa héo vẫn nên để xuống ngăn dưới bàn thờ. Các đĩa ở giữa hai lọ hoa bày bánh kẹo, hoa quả, có thể bày bánh kẹo ở giữa rồi hai bên là hai đĩa hoa quả hoặc là ngược lại. Lưu ý là khi cúng nếu có hoa quả, bánh kẹo thì bày vào đĩa, đặt lên bàn thờ, nếu không cúng dường thì nên bỏ đĩa xuống, không nên đặt đĩa không trên bàn thờ, tiếp đó là 3 đến 5 ly nước. Nếu thắp hương cúng gia tiên thì dùng 3 ly nước, nếu thắp hương tế thần thì dùng 5 ly nước, không nên thắp hương thì hạ ly xuống, không nên để ly không trên bàn thờ. Nhưng trên bàn thờ bày 3 ly nhỏ thì ly giữa là rượu dâng thần, ly thứ 2 đựng trà khô, không pha chân. Ly thứ 2 đựng trà khô, không pha nước để cúng xong còn vẩy ra xung quanh coi như là gieo hạt. Ly thứ 3 là đựng nước. Nếu dùng 5 ly thì lần lượt 5 ly là rượu, trà, nước, gạo, muối. Gạo muối ở ly này khác gạo muối ở chóe vì cúng xong là vãi gạo muối ngay. Hai bên góc bàn thờ ngoài cùng là đôi chân đèn để thắp nến, nếu có ý nghĩa tượng trưng cho đôi vầng nhật nguyệt, ngụ ý nói là linh hồn gia tiên không tắt. Ở một số nơi, vị trí đôi chân đèn người ta dùng 2 ngọn đèn dầu để thay thế. Phía trước bát hương gia chủ có thể bày thêm hoa quả tươi, trầu cau, tiền vàng mã. 2. Thứ hai, những kiêng kỵ khi sắp đặt bàn thờ ngày Tết Nguyên Đán.
Không nên bày những thứ hoa quả, không nên ăn được như ớt, bày cả chanh quất trên bàn thờ để dâng cúng. Chỉ dâng cúng những món hoa quả ngon lành, đẹp mắt, tươi tắn lên bàn thờ để tỏ lòng tôn kính. Khi thắp hương, không cắm hương vào mâm lễ, bởi như thế là thủ tục mời vong cúng chúng sinh. Muốn báo hiệu đó là mâm lễ thì hãy cắm que hương vào cốc gạo. Bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính, không được đặt ở cuối lối đi. Nếu đường đi lại đâm thẳng vào vị trí bàn thờ sẽ gây tổn hại đến cung tài lộc, nhân đinh của gia đình. Đèn trên bàn thờ luôn bật sáng để thu hút năng lượng dương. Bàn thờ không nên treo trên không, không có chỗ dựa lưng hoặc trên đường đi lại. Nếu làm những điều nói trên, bàn thờ không tụ nổ sinh khí hoặc là tranh vênh bất an. Bàn thờ không được đặt ngược hướng nhà, việc này sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình bất hòa, dễ gặp bệnh tật. Nếu đặt ở vị trí quay sang trái hoặc sang phải nhà thì chủ nhân sẽ có tâm sự phiền muộn, khó nói ra. Bàn thờ không được đặt đối diện nhà vệ sinh để người trong nhà tránh được bệnh tật và đau đớn. 3. Thứ ba, những cách sử dụng đồ lễ sau khi cúng ngày Tết Nguyên Đán. Sau khi cúng xong rượu và nước, đem ra trước cửa nhà mình hoặc là ra ban công dưới, theo ba vệt như là quẻ càn, gạo, muối, trà, vãi ra xung quanh gốc cây gọi là khoản đãi. Nếu nhà ở chung cư thì mang xuống tầng 1, vẩy theo ba vệt. Lưu ý là ly nước tưới 2-3 vạch xong, tưới tiếp ly rượu 2-3 vạch. Vạch lên nhau cũng không sao, nhưng không nên trộn nước và rượu lẫn lộn rồi mới đem vẩy xuống đất. Quý vị thân mến, người phương Đông thường tin vào thuyết ngũ, trời đất được tạo thành bởi 5 yếu tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây cũng là 5 yếu tố tạo nên vạn vật theo thuyết duy vật cổ đại. Vậy nên chọn 5 loại quả để tượng trưng cho sự đầy đủ và thể hiện ước muốn đạt được ngũ phúc lâm môn, phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Việc trang trí và cách bày trí mâm ngũ quả ngày Tết còn tùy thuộc vào từng vùng miền, mỗi nơi có thể bày biện các mâm ngũ quả khác nhau. Tuy nhiên để bày được mâm ngũ quả đúng chuẩn, đẹp mắt thì xin mời quý vị theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là cách bày trí mâm ngũ quả của miền Bắc. Mâm ngũ quả của người miền Bắc thường gồm những loại quả phổ biến sau. Chuối xanh, màu xanh của trái chuối tượng trưng cho hành mộc, mang ý nghĩa như bàn tay ngửa để che chở, đem lại sự bình an, sung túc, đùm bọc và gắn kết. Lê có vị ngọt thanh, ngụ ý việc gì cũng trơn tru, suôn sẻ. Liệu có nhiều hạt tượng trưng cho con cháu đầy. Phật thủ có hình dạng đặc biệt như những bàn tay của Phật che chở bảo vệ cho gia đình. Táo, táo tây, táo ta, táo tàu tượng trưng cho sự cố quý, giàu sang. Bưởi, bưởi căng tròn, mát lạnh, hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn trong cuộc sống. Cam quất theo âm Hán của từ quất, gần giống âm của từ cát, bày quất trên mâm ngũ quả, ý nghĩa mang lại sung túc, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. Mâm ngũ quả biểu tượng cho ngũ phúc lâm môn, thứ hai là mâm ngũ quả miền Trung. Mâm ngũ quả của người miền Trung bao gồm các loại quả sau. Nải chuối mang ý nghĩa là che chở bảo bọc, quả trứng gà có hình trái đào tiên, lộc trời, dừa có ý nghĩa là không thiếu, sung gắn với biểu tượng, sung mãn về sức khỏe hay tiền bạc, đu đủ mang đến sự đầy đủ, thịnh vượng, liệu nhiều hạt tượng trưng cho con đàn trao đống, táo mang ý nghĩa phú quý, thanh long là ý rồng mây gặp hội, bưởi, dưa hấu, căng tròn, mát lạnh, hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn, xoài cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn. Thứ ba là mâm ngũ quả miền Nam. Mâm ngũ quả của người miền Nam gồm các loại quả, dưa hấu căng tròn, mát lành, hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn trong cuộc sống. Sung thể hiện mong muốn có sự sung túc, tròn đầy, sung mãn về sức khỏe hay tiền bạc, đu đủ biểu tượng cho đầy đủ, thịnh vượng, xoài cầu mong cho việc tiêu xài không thiếu thốn. Những quy tắc sắp xếp bàn thờ gia tiên ngày Tết để tiền vàng ùn ùn kéo vào, cả năm phát tài phát lộc, một phía trong bàn thờ cần tối và cao, nhưng phía ngoài bàn thờ cần sáng và thấp hơn. Hai đỉnh đồng được cao ngang hình mặt nguyệt in trên bát hương, chứ không được cao che mất bát hương. Ba hoa trưng bàn thờ có thể bày vài ngày và không được để cho loại hoa bị héo. 4. Còn đĩa ở giữa hai lọ hoa bày bánh kẹo và hoa quả. 5. Là hai bên góc bàn thờ, ngoài cùng là đôi chân đèn để thắp nến, có ý nghĩa tượng trưng cho đôi vầng nhật nguyệt, cũng ngụ ý nói linh hồn gia tiên không tắt. Xin chúc quý vị có một năm mới bình an, hạnh phúc, phú quý, tài lộc, sống thuận, phong thủy, phúc lộc, ngập tràn.